Ở khu xóm bờ sông có nhóm bạn chơi rất thân với nhau. Trong đó có thằng Huy hiền lành nhất, nên hay bị coi là chân sai vặt. Đến tiền ăn sáng của nó bị đám bạn xin đều, nó cũng vui vẻ mà không nghĩ ngợi gì. Chiều nọ cả đám rủ nhau về nhà thằng Huy chơi. Vì nó là đứa hướng nội, rất ít có bạn bè. Thấy vậy bà Thu mẹ Huy rất niềm nở đón tiếp, làm những món ngon tiếp đãi đám bạn. Tối hôm đấy bão về, trời mưa rất to. Thôi mấy đứa đêm nay ngủ lại ở đây, mưa lớn lắm. Dạ. Nửa đêm, Hà tỉnh giấc gọi đám bạn dậy, trừ thằng Huy, để mặc nó ngủ. Như một kế hoạch đã sắp đặt từ trước. Tìm kỹ vào, có gì giá trị lấy hết. Cả đám hốt hoảng bỏ chạy. Tay nào anh chồng.